Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm video hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách để các bạn có thể blend màu được với cái chất ảnh kiểu Trung Quốc như thế này, màu phông màu hơi đậm. Thì ở đây bắt đầu mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái tư duy tại sao mình lại làm ra những cái màu như thế này. Thì ở đây có một bộ ảnh được gửi từ Trung Quốc, từ khóa của Trung Quốc mình đã tham gia. Thì đây là một bộ ảnh khá là đẹp và ở Việt Nam mình có thấy một số studio đã cover lại bộ ảnh này rồi. Thì do quá trình mình xem nhiều ảnh, mình thấy là cái để màu phông như thế rất đẹp và sang. Thì bây giờ bắt đầu mình mới ứng dụng, mình mới lấy cái này ra làm hình mẫu và mình ứng dụng để có thể blend màu được cái ảnh. Đây, blend được cái ảnh này để chuyển sang cái màu phông giống với cái phần phông mẫu như thế này. Thì cái phần xem ảnh là một phần cực kỳ quan trọng. Khi mà các bạn đã biết, các bạn đã có hiểu về công cụ rồi, các bạn đã có kỹ năng, nhưng cái điểm đến, cái đích đến mới là cái phần quan trọng nhất. Các bạn sẽ làm đến đâu thì đủ và đến đâu thì dừng. Thì đây là một cái điều quan trọng nhất. Và đây là cái ý tưởng để mình có thể làm ra được cái bức hình như thế này. Thì bây giờ không để các bạn chờ lâu, mình sẽ bắt đầu luôn. Bình thường với cái file này thì đây mình cho các bạn xem này. Với file này thì các bạn học viên ở đây thì với file này các bạn học viên của mình cũng đã làm, nhưng mà các bạn đã làm ra kiểu màu là trong sáng. Thì các bạn có cái phương pháp nào để có thể làm ra cái màu nó khác biệt một chút vì những chất ảnh mà trong sáng nhẹ nhàng hay trong studio này thì thấy rất là nhiều rồi. Thì bây giờ mình phải làm sao nó khác biệt. Thì khác biệt đó chính là tham khảo xem nhiều để mình có tư duy với một cái phong cách như này. Mình có rất nhiều cách nào khác nhau và mình sẽ lựa chọn ra phong cách nào phù hợp nhất. Thì ở đây là cái mô đun với tông màu Việt Nam mình đang dạy cho em học viên, nhưng mình sẽ có chia sẻ cho anh em đó là cái cách để em có thể làm những tông màu khác biệt. Thì bây giờ mình sẽ kéo từ đầu, mình sẽ mở file từ đầu và hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách để các bạn có thể làm được hình mẫu phía bên dưới. Thì ở đây thì mình sẽ kéo màu lại một chút này, mình sẽ căn chỉnh lại màu một chút thôi, sau đó thì mình ra shop, mình sẽ ra shop mình xử lý về chi tiết nhé. Cái ảnh này thì các bạn chỉ cần cân chỉnh cân bằng vừa phải ở trên Photoshop thôi, trên camera thôi, chứ không cần phải chỉnh sửa gì nhiều màu sắc cả. Thì bản thân cái file gốc chụp trong studio ánh sáng cũng khá là đẹp đúng không? Ánh sáng với cái file này cũng khá là mềm mại rồi, thì gần như các bạn phải xử lý rất ít, không phải xử lý nhiều cả. Ở đây mình cộng cái độ bão hòa một chút cho phần da mặt nó được rực một chút màu lên. Giảm red đi. Rồi sau đó thì mình tinh chỉnh lại cái phần hue này, đổi lại màu da cho nó nhẹ nhàng. Sẽ lại màu môi hơi đậm. Rồi sau đó thì mình sẽ dùng hue mình trừ cái màu ám magenta trên quần áo đi, cho nó đỡ bị tím quá. Và mình nâng một chút shadow lên. Tăng một chút màu đi và giảm sắc dần xuống. Rồi, đấy với file này thì gần như nếu các bạn muốn chỉnh nhau tông màu nhẹ nhàng, tông màu Việt Nam các bạn chỉ làm như này là khá là ok rồi. Đúng không? Rất ok rồi, không phải xử lý nhiều cả. Thì ở đây mình sẽ open ra Photoshop. Và mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn cách để các bạn có thể blend màu ra được những chất ảnh như thế này. Nó chủ yếu là phần xử lý phông và một chút rồi xử lý màu da. Thì ở đây mình sẽ giảm chút dung lượng đi. Vì đây là ảnh video nhưng nếu các bạn làm ảnh phóng thì các bạn không nên giảm dung lượng. Còn đây mình giảm chút dung lượng để mình xử lý cái phần da nó nhanh. Vì mình sử dụng cái gì tốt Formy thì làm da nó, nếu mà file lặng quá thì làm da rất là lâu. Thì mình giảm dung lượng một chút để mình làm da cho nó nhanh hơn. Rồi sau đó thì mình sẽ chạy thêm cái đòn burn để nó tự động làm da. Thật sự bây giờ cái phần mềm nó tối ưu và hỗ trợ cho mọi người rất là nhiều rồi. Thì cái quá trình gì tốt của bạn bây giờ thì mình thấy thật sự rất là nhàn. Với anh em thợ shop bây giờ thì gần như là có rất nhiều phần mềm hỗ trợ từ Timo, Vanel đã cũng có hết rồi. Rồi về gì tốt cũng có. Về phần màu sắc thì bây giờ có rất nhiều bờ xét. Nếu các bạn hiểu công cụ thì cái công việc của các bạn sẽ được rút ngắn đi rất là nhiều. Để giảm tải cái thời gian đi. Đấy, thì phần đón bơ lên cái này cũng khá là ok và không phải chỉnh sửa gì lại. Thì nó đã khá là đẹp rồi. Rồi, thì đến đây là phần mình đã xong cái phần xử lý về da nhé. Bắt đầu mình sang phần xử lý về phông. Thì trước tiên mình cần phải làm cái phông này trở lên đều màu trước. Hoặc là có thể để làm sao cũng được. Ở đây mình có thể làm sao. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể làm ra được màu giống như cái file mẫu này. Và đây mình có lấy một chút mây từ cái ảnh mẫu sang, nhìn cái ảnh nó sẽ có chiều sâu và nó sẽ sang hơn rất là nhiều. Đấy, và mình sẽ mở hai file cạnh nhau này, hai app. Rồi thì bước đầu tiên phải xử lý về phông trước, mình sẽ dùng công cụ selective để mình cộng đậm màu phông xuống, áp lực mạnh này, chuyển sang cái cyan, màu phông này là cyan nhé, cộng đậm xuống một chút, vừa thôi, không nó bị vỡ màu phông thì mình sẽ chỉnh dần, tinh chỉnh lại cái này làm sao cho phù hợp.
cho cho phông phông nó nó nhạt nhạt đi đi một một chút. chút. Rồi Rồi như như vậy vậy là là xong. xong. Xong Xong phần phần xử xử lý lý phông phông này, này, nó nó đã đã đậm đậm xuống xuống rồi. rồi. Bước Bước tiếp tiếp theo theo ở ở đây đây mình mình sẽ sẽ dùng dùng công công vụ vụ cớp. cớp. Ví Ví dụ, dụ, ở ở đây đây các các bạn bạn nhìn nhìn thấy thấy cái cái ảnh ảnh mẫu mẫu Trung Trung Quốc Quốc ấy, ấy, thì thì ra ra nó nó đậm đậm màu màu nếu nếu các các bạn bạn muốn muốn đậm đậm màu màu thì thì các các bạn bạn chỉ chỉ cần cần chốt chốt hai hai điểm điểm này này này, này, highlight highlight shadow shadow cho cho các các bạn, bạn, giảm giảm sâu sâu này này xuống xuống thì thì lập lập tức tức cái cái da da mặt mặt nó nó sẽ sẽ đậm đậm màu màu xuống xuống này. này. Đấy. Đấy. Đấy, lập Lập tức tức cái cái da da mặt mặt nó nó sẽ sẽ đậm đậm màu màu xuống xuống thì thì mình mình sẽ sẽ có có một một cái cái màu màu rất rất là là đậm, đậm, còn còn nếu nếu các các bạn bạn thấy thấy nó nó đỏ đỏ thì thì các các bạn bạn cứ cứ sử sử selective selective thôi. thôi. Nhưng Nhưng đây đây là là cái cái cách cách để để làm làm những những chất chất ảnh ảnh đậm đậm màu màu thôi, thôi, còn còn với với file file này này thì thì không không cần cần quá quá đậm đậm như như này, này, em em mình mình làm làm vừa vừa phải phải thôi. thôi. Rồi Rồi để để như như thế thế này này thôi. thôi. Như Như thế thế này này thì thì màu màu da da nó nó khá khá là là đậm đậm rồi rồi đúng đúng không? không? Rồi Rồi tiếp tiếp theo theo sử sử dụng dụng công công cụ cụ hue hue để để trừ trừ màu. màu. Vì Vì mình mình làm làm đậm đậm màu màu nhưng nhưng mà mà có có một một số số chi chi tiết tiết nó nó hơi hơi bị bị dựng dựng đỏ, đỏ, giảm giảm bớt bớt đi đi một một chút. chút. Rồi Rồi bây bây giờ giờ mình mình sẽ sẽ cần cần phải phải xử xử lý lý phông phông trước trước đã, đã, và và cho cho phông phông nó nó trở trở nên nên mềm mềm mại mại trước trước đã đã thì thì nó nó sẽ sẽ dễ dễ nhìn nhìn hơn, hơn, sau sau đó đó thì thì mình mình sẽ sẽ xử xử lý lý tiếp. tiếp. Phần phông nó Phần hơi phông đậm. nó hơi Trả trả lại lại phông phông một một tí tí vì vì mình mình sử sử dụng dụng cớp cớp thì thì nó nó hơi hơi đậm đậm hơn. hơn. Đấy. Đấy. Giờ Giờ mình mình sẽ sẽ gộp gộp nước nước nó nó vào. vào. Sử Sử dụng dụng công công vụ vụ là là Select Select và và chọn chọn vào vào Subject Subject thì thì nó nó sẽ sẽ tự tự tách tách phông phông ra ra và và gần gần như như nó nó tách tách rất rất là là sạch sạch sẽ sẽ rồi. rồi. Gần Gần như như nó nó tách tách phông phông rất rất là là sạch sạch sẽ. sẽ. Rồi Rồi thì thì ở ở đây đây mình mình sẽ sẽ tạo tạo thêm thêm được được là là một một sau sau đó đó thì thì mình mình sẽ sẽ nhân nhân thêm thêm phần phần phông phông ra, ra, Ctrl Ctrl and and G G xuống xuống vào. vào. Ở Ở đây đây mình mình sẽ sẽ blue blue phông phông này. này. Đấy, Đấy, mình mình sẽ sẽ blue blue phông phông làm làm sao sao để để nó nó sạch sạch sẽ. sẽ. Thì Thì ở ở đây đây nó nó có có một một cái cái vàng vàng này, này, khi khi mình mình blue blue nó nó bị bị lộ lộ ra ra thì thì bạn bạn sau sau đi đi các các bạn bạn nha, nha, để để mình mình cờ cờ đót đót lại lại đã. đã. Cứ Cứ nhân nhân riêng riêng phần phần phông phông ra, ra, cờ cờ đót đót lại lại một một chút. chút. Bỏ Bỏ cái cái vàng vàng đi đi cũng cũng được. được. Đấy, Đấy, thì thì khi khi mình mình blue blue nó nó không không bị bị loang loang ra. ra. Vào Vào filter filter blue blue chọn chọn Gaussian Gaussian blur blur nhé. nhé. Đấy, Đấy, vào vào xin xin nhận nhận blur blur ra ra này. này. Thì Thì lập lập tức tức cái cái phông phông này này nó nó sẽ sẽ rất rất là là mềm mềm mại. mại. Đấy, Đấy, rất rất là là mềm mềm mại mại thì thì nó nó rất rất sạch. sạch. Sẽ Sẽ mất mất cái cái những những cái cái lớp lớp gãy gãy phông phông đi đi thì thì ra ra cái cái phần phần video video hướng hướng dẫn dẫn xử xử lý lý phông phông thì thì có có chi chi tiết tiết về về phần phần này này rồi. rồi. Nếu Nếu mà mà bạn bạn nào nào chưa chưa xem xem thì thì các các bạn bạn xem xem lại lại nhé. nhé. Đây Đây mình mình làm làm lại lại này, này, filter filter này, này, blur blur này, này, Gaussian Gaussian blur blur này. này. Đấy, Đấy, để để chuẩn chuẩn 151 151 là là ok ok rồi. rồi. Tiếp Tiếp theo theo ở ở đây đây mình mình muốn muốn cái cái phông phông nó nó khối khối hơn. hơn. Nó Nó khối khối hơn hơn thì thì mình mình sẽ sẽ nhân nhân lên lên một một lớp. lớp. Mình Mình để để là là softline. softline. Softline Softline thì thì cái cái phông phông nó nó khối khối hơn. hơn. Thì Thì khối khối hơn hơn để để làm làm gì? gì? Với Với những những phông phông nó nó khối khối hơn hơn thì thì cảm cảm giác giác nó nó rất rất là là thật. thật. Và Và nhìn nhìn nó nó cứ cứ chiều chiều sâu sâu hơn. hơn. Đấy, Đấy, lý lý do do tại tại sao sao mình mình để để cho cho phông phông nó nó khối khối hơn hơn là là như như vậy vậy nhé. nhé. Thì Thì ở ở đây đây mình mình sẽ sẽ đảo đảo 50% 50% và và hộp hộp tất tất cả cả phông phông là là vào vào nhau. nhau. Sau Sau đó đó thì thì add add cho cho một một chút chút noise. noise. Ở Ở đây đây mình mình sẽ sẽ add add noise noise nhưng nhưng mà mà add add noise noise nhẹ nhẹ thôi. thôi. Add ra tầm Add ra tầm 4 năm thôi. 4 Đấy, năm ở thôi. đây Đấy, mình mình sẽ sẽ tầm tầm 4 4 này. này. Và Và nhớ nhớ tích tích cực cực monochrome monochrome nhá. nhá. Monochrome Monochrome là là đen đen trắng trắng ấy, ấy, nó nó sẽ sẽ thử thử hết hết những những cái cái nhiễu nhiễu màu màu đi, đi, nếu nếu không không tích tích cực cực monochrome monochrome sẽ sẽ ảo ảo đấy. đấy. Đấy, Đấy, thì thì lập lập tức tức cái cái phần phần phông phông của của mình mình nhìn nhìn nó nó rất rất là là sạch sạch sẽ sẽ đúng đúng không? không? Và Và nhìn nhìn nó nó rất rất là là nổi nổi bật. bật. Làm Làm cho cho chủ chủ thẻ thẻ nhìn nhìn nó nó sang sang hơn hơn khi khi mình mình kết kết hợp hợp với với softline softline nhé. nhé. Kết Kết hợp hợp với với softline softline nhé. nhé. Kết Kết hợp hợp với với softline. softline. Đấy, Đấy, dùng dùng đây đây mát 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 lại lại những những cái cái phần phần nào nào mà mà nó nó điểm điểm dao, dao, nó nó ra ra mặt mặt và và chi chi tiết tiết nếu nếu mà mà phần phần nào nào nó nó bị bị mất. mất. Thật Thật ra ra khi khi mà mà blue blue phông phông như như thế thế này này thì thì nó nó chỉ chỉ là là blue blue đi đi như như thế thế này, này, vẫn vẫn chi chi tiết tiết đấy, đấy, nó nó vẫn vẫn còn còn màu 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 thì thì những những phần phần nơi nơi tóc tóc nó nó còn còn rất rất là là thật. thật. Đấy, Đấy, nó nó không không bị bị lộ. lộ. Đấy, Đấy, bạn bạn nhìn nhìn thấy thấy này, này, phông phông nhìn nhìn đã đã rất rất là là sạch sạch sẽ sẽ rồi. rồi.
lập tức cái phần phông của mình nó đã nhìn nó sẽ nhẹ nhàng hơn này. Làm kỹ hơn thì có thể dùng Selective tip chỉnh sửa lại cái độ sáng tối của phông. CA này áp lực mạnh, cứ áp lực mạnh chỉnh thôi. Kết hợp Selective tip lần nữa để đổi màu da cho nó vàng hơn tí nữa. Màu da vẫn còn vàng hơn một chút. Đấy, ở đây cái phần màu môi của tôi bị nhạt thì cái phần con cá này, phần sân tiếp ở phần con cá này nó làm đậm đậm con cá thì mình dùng cái công phần này luôn, mình tô phần màu môi lên hoặc là có thể làm riêng nhá. Ở đây mình đang làm tắt chưa, có thể làm riêng một lần, làm riêng một lần để cho cái phần môi này là màu nó sẽ khác, bởi vì một con cá là màu hơi cam thì mình sẽ làm cho cái phần môi này nó sẽ phải là màu nó hơi đỏ một chút, cộng đậm xuống này. Đấy. Sau đó invert tô lại màu môi này. Sau đó đậm lên một chút không nó bị nhạt quá, không nó hơi giả. Rồi ok. Xem lại những selective tiếp thôi, chỉnh lại màu phông làm sao cho nó hợp lý hơn một chút. Cyan nha. Đấy. Mình sẽ xem before after này, before này, after này, before này, after. Ở đây mình sẽ gộp lớp vào và mình sẽ kích nét một chút lên. Ảnh nó trước nét thì mình sẽ kích một chút nét lên. Vào kích nét thì mình sẽ vào filter này, subpen này, unsub mask và mình kéo nét lên một chút. Ok. Sau đó thì mình sẽ add loi này, add một chút loi vào. Để cho nó cả cái phần phông phần mặt nó sẽ được hoàn thiện vào nhau thì đây mình sẽ để tầm 3. Đấy, có thể tinh chỉnh lại màu da một chút. Ví dụ mình cảm thấy nó hơi xanh vàng thì mình dùng Selective tip này. Kéo nhẹ lại một tí. Áp lực nhẹ. Đấy, và có thể cho trắng răng hết các bạn. Cái phần cho trắng răng hay là lấn bóp thì các bạn sẽ tự làm nhé. Đây mình sẽ giới thiệu lại cách để các bạn có thể blend màu thôi. Các bạn sẽ xem này. Before này, after này, before này, after, rất đơn giản đúng không ạ? Before này, after, đấy, rất là đơn giản để có mình có thể làm một cái tông màu đặc biệt, nó lạ mắt hơn một chút, chứ không phải đơn thuần suốt ngày chỉ là trong sáng thôi. Thì bản thân ở đây thì những cái file này cũng đã được làm trong sáng, cũng đã được làm trong sáng, nhưng mình muốn làm nó khác biệt một chút nên là mình chuyển sang những chất ảnh như thế này thì nó sẽ ok hơn. Thì keyword để các bạn làm được quan trọng nhất đó là các bạn cần phải xem nhiều hình ảnh nhé, xem nhiều hình tham khảo để mình biết cái điểm đến, cái phần khi mà mình mở ra mình biết là sẽ làm như thế nào đủ, thì đấy là phần quan trọng nhất. Còn lại cái ảnh này sẽ cùng là lắn bóp này, xử lý chi tiết này ok thì các bạn tự làm tiếp nhé. Ở đây có thể thêm Timo thì hả, thì bây giờ mình mới sử dụng thêm cái library. Mình sẽ mở library lên. Library này vừa lập xong, vừa thay đổi lại tài khoản. Đấy thì mình có để Timo Trung Quốc nào vào được không? Đấy, thì các bạn cũng lên tối ưu sử dụng library đi nhé. Library hoặc là sử dụng thêm cái panel Timo của Tizino. Đấy, thêm Timo đây vào nhìn cho nó. Đây, Timo ở Trung Quốc liên quan tình yêu đám cưới. Đấy, như vậy là đã xong. Và bạn nào mà quan tâm đến cái stock này, quan tâm stock và file BND này thì các bạn có thể comment ở dưới cái phần bình luận của kênh YouTube ấy, thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách stock và ghim cái link stock hoặc kèm theo những BND hoặc là VSS ở trên cái phần link của cái video này. Rồi, như vậy là video sẽ kết thúc ở đây. Xin chào tất cả các bạn. Và các bạn nhớ dành một chút thời gian nhấn đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều video hữu ích hơn từ Tizino. Xin chào tất cả các bạn.